Cho anh em xem một M66 full CD. Cái màu đẹp lắm. Quay sát ở đây cho anh em xem. Cái màu này đẹp lắm anh em. Tự nhiên thấy thích màu này ghê. Bữa trước á, hình như cách đây 4 tháng á, thì mình có dọn một em màu xanh đá này. Cái này gọi là xanh đá nha. Xanh đá nó giống như là xanh quân đội anh em. Nhưng mà nó khác vậy nè. Em mày á, là cái màu xanh của nó có nước bóng nha. Màu xanh có nước bóng gọi là xanh đá. Nó đẹp lắm. Quay sát cho anh em ở xa xem. Em này đi với hai form màu đen và xanh. Thì thường á, những cái chiếc xe mà shop em làm á, thì thường là đen bạc anh em nha. Còn em này á, là đi đen xanh, dàn chân là màu xám lông chuột đó. Xe này được cái là sạch sẽ, dàn chân đẹp lắm, nước sơn xe nước sơn đẹp lắm anh em. Về là chỉ đi thôi. Hôm nay shop em quay cho anh em nha một em SS50, một em SS50 chính chủ Sài Gòn, biển số Sài Gòn, sườn lấp zin. Cấu hình máy của em nó là cấu hình máy 90 ha. Quay vô biển số cho anh em. Đi một. Em xem cái biển số ha. Đi một vòng cho anh em xem đi rồi shop em sẽ quay cho anh em. Không biết là trong cái TV, trong cái video này anh em xem thấy cái màu nó sáng không, nhưng mà ở ngoài dễ thương lắm anh em. Cái màu ở ngoài cái màu nhìn nó dễ thương lắm. Sạch sẽ, gọn gàng anh em ha. Sạch sẽ gọn gàng. Rồi là chỉ đổ xăng đi thôi, nước sơn đẹp lắm. Nước sơn dàn chân dàn ngoài cũng đẹp hết. Cấu hình máy là 90. 4 số CD anh em nha. Em này á, thì là 66, đời 66 là số sườn nó nằm trên cổ nha. Số sườn zin nó nằm trên cổ. Em này là sườn lớp zin, chính chủ Sài Gòn. Ga phòng công chứng ký rẹt rẹt là xong anh em nha. Rồi, đầu tiên đi thì shop em sẽ quýnh vô cái bình xăng lớn cho anh em ở xa xem ha. Cái bình xăng lớn, cái màu xanh đá rất là đẹp, sạch sẽ, không lỗi lầm gì hết. Sạch sẽ, sáng sủa, về là bảo đảm với anh em là đổ xăng đi chơi Tết thôi. Xe này đổ xăng đi chơi Tết thôi ha. Cái niệm màu da bò này á là của chủ xe người ta bọc. Nếu anh em không thích cái màu này thì shop em sẽ bọc lại cái màu đen cho anh em ha. Tại vì mình thấy nó lạ lạ, nó nổi nổi nên mình để luôn, nhưng mà anh em không thích mình có thể bọc lại cái màu đen cho anh em ha. Cái ba ga sau thì shop em vừa vô cái ba ga sau inox cho anh em nha. Cái ba ga sau inox nha, shop em vừa mới vô cho anh em luôn, hàng new vừa mới vô luôn. Về thì anh em biết rồi ha, về thì cái màu xanh niền trăm, sạch sẽ, sáng sủa. Quay xuống luôn, quay rõ ràng cho anh em ở xa xem luôn cho nó dễ nha. Nè, sạch sẽ, không có xét, không có xé hay là không có mục gì nha. Đó, lúc nào thì shop em thì anh em thường hay xem những cái video của shop em á thì anh em biết rồi, lúc nào shop em cũng quay rõ ràng chi tiết hết. Đó, đùm nè ha, đùm. Cái dây xe này thì dàn chân là không phải là màu đen nha, không phải là màu bạc, mà cái màu này là màu xám, cái bằng màu này kêu bằng màu xám anh em nha. Cái này là bằng xám, cái này không phải là xám cho, cái này là xám lông chuột. Cái màu này là xám lông chuột, nó đi chung với dàn chân. Dàn chân của em đó là hai cái phuộc nè, hai cái phuộc trước nè, đùm trước đùm sau là cặp lốc, là nó kêu là dàn chân anh em ha. Nước sơn thì đẹp lắm, nước sơn từ gấp từ tới sườn là cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là phối màu khá là ok, lạ mắt thứ nhất, thứ hai thì nó sạch sẽ gọn gàng ha. Và giá của em nó cũng dễ chơi nữa anh em. Cấu hình máy là 90, bao thì thầm, bao cho anh em đi tour xa anh em nha. Điện đèn càng là full chức năng, và giá của em nó là 21.500.000 anh em nha. 21.500.000 một cái giá cực kỳ tốt, nó chính chủ Sài Gòn anh em nha. 21.500.000. Và xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm, có cọc là có ship. Quay vô phần máy cho anh em sạch sẽ ha. Một em chính chủ Sài Gòn đó, quay cho anh em xem. Cấu hình máy là 90, thì thầm, sườn là không xé, không một bị bạ ha. Và đây nè, cái đặc biệt của em này á, cái đặc biệt của em 66 này á, là số khung nó nằm trên cổ anh em nha. Số zin nha, không sàn tháp. Số zin của nó là không sàn tháp nha. Đây, lúc nào mình quay video cho anh em á, mình cũng quay rõ ràng, mình quay chi tiết hết, nên anh em ở xa yên tâm ha. Vì những cái chiếc xe của bên shop em á, là có cọc là có ship xa, nên mình quay cái là kỹ để tránh cái trường hợp bích lòng. Mình quay cái là chi tiết rõ ràng, ở tình trạng xe có làm sao á, shop em quay vậy cho anh em, để cho anh em khỏi bỡ ngỡ ha. Có làm sao quay thẳng vậy luôn cho anh em đó nè, chi tiết nè, người ta chơi cái chi tiết chỗ này nè anh em, thấy không? Cái bàn thờ gù nè,
cái bàn thờ CD nè, người ta cũng sơn luôn, có màu sẫm, sẫm lông chuột luôn. Đó, phối màu đó anh em, cái này là người ta phối màu. Để mình test lên đây cho anh em xem ha. Điện đèn càng thì full chức năng đầy đủ hết, không thiếu gì hết ha. Điện đèn càng thì full chức năng đầy đủ. Đi cái ghi đông 72 ha. Phuộc thì phuộc CG. Đây, bao tay thì bao tay đồ chơi ha. Pha đèn CD, xi nhan CD. Phuộc trước là phuộc CG anh em nha. Phuộc này là T27, lò xo trong nhúng nhảy là bao ngon lành. Về trước sau CL, sơn màu xanh đá hả. Quay rõ ràng chi tiết cho anh em xem cho nó dễ. Niền trăm là sạch sẽ sáng sủa như anh em thấy ha. Đây nè, đúng là dạng chân màu xám lông chuột luôn anh em nha. Màu xám lông chuột luôn hả. Chân phuộc nè, rồi đùm nè, màu xám lông chuột hết. Niền trăm sạch sẽ sáng sủa hả. Có làm sao thì shop em quay vậy cho anh em xem cho nó dễ. Rồi qua bên đây, lúc nào mình cũng quay rõ ràng, mình cứ quay rõ ràng chi tiết cho anh em để mấy ông chú mấy ông anh ở xa xem cho nó dễ ha. Và shop em xin nhắc lại một lần nữa, giá của em nó là 21.500, cấu hình máy là 90, 4 số CD, xe là chính chủ Sài Gòn anh em nha. Xe có cọc rồi có ship toàn quốc cho anh em, nên anh em ở xa yên tâm, có cọc rồi có ship đó. Xe quay làm sao thì khi tới tận tay của anh em là nó như vậy ha, không có sai chỗ nào hết. Đó, quay cho rõ ràng chi tiết cho anh em xem. Sườn sạch sẽ gọn gàng, máy móc thì thầm, điện đèn càng full chức năng. Đó, quay cho anh em ha. Đó, máy nè, đèn câm trước sau. Xe này về là chỉ đổ xăng anh em đi chơi tết thôi, đã có gì để làm á. Tại thật sự là xe này đã được chủ xe người ta dọn, nói chung là dọn sạch sẽ gọn gàng ha. Nước sơn đẹp, nước xi ok. Đó, cấu hình máy nè, đầu lòng 90 ha, đầu lòng 90. Quay vô số máy cho anh em ở xa xem. Em này là sườn lớp zin nha, không sàn tháp anh em nha, không sàn tháp. Đó, có làm sao quay rõ ràng vậy cho anh em. Đó, số khung số máy quay rõ ràng cho anh em. Gấp niền trăm ha, gấp là gấp, quay sẽ vô sạch sẽ, gấp thì cứng khừ. Niền trăm nhông sinh dĩa cũng còn khá là ok. Xe này thì về bảo đảm với anh em luôn, về là chỉ đổ xăng đi thôi. Và biển số của em nó là 59MA00907 ha, 00907, 21.500.000. Và địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Số điện thoại của shop em là 0948265265. Xe bên shop em từ xe phụ tùng là ship toàn quốc hết, nên anh em ở xa yên tâm. Qua đây giờ shop em sẽ test trực tiếp cho anh em xem nha. Máy móc và lúc nào cũng vậy, shop em bao thì thầm, lúc nào máy móc cũng vậy nha, bao thì thầm, không giận hú. Những cái chiếc xe mà bên shop em dọn hay là shop em bán cho anh em, về bảo đảm với anh em nha, nếu mà bị giọng hú gửi tặng cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú liền. Xe nào cũng vậy hết, từ cúp 67 CD, xe nào cũng bao với anh em gì hết. Bô này là bô sen, bô lá me nha anh em, bô lá me nha. Để chỉnh cái này lớn lớn lên cho anh em dễ nghe. Bô này là lá me, bô lá me. Giờ mình bật cái bô lại cho anh em nghe nha. Thì thầm, không giọng hú anh em nha, thì thầm không giọng hú. Đó, quay sát cho anh em xem. Và một tay của mình thì đang bật cái bô lại cho anh em nghe. Đây, mình đang bật cái bô rồi nè, để cho những anh em nào mà nếu mà không biết nghe máy á thì sẽ nghe rõ hơn. Nếu mà có tiếng lạ, tiếng mà cành cành hay cạch cạch á thì anh em sẽ nghe được. Đó, 21.500.000, chính chủ Đồng Nai anh em, chính chủ Sài Gòn chứ lộn, chính chủ Sài Gòn, sườn lớp zin. Và anh em muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha. Một vòng cho anh em xem rất là đều, xe rất là đều. Và bảo đảm anh em mua chơi về là chỉ đổ xăng vô mà đi chơi tết thôi. Chỉ về chỉ đổ xăng mà đi chơi tết thôi ha. Khá rồi chơi thì thầm, chỉnh lớn lên cho anh em nghe ngày mai. Dạ rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật những món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Còn có khoảng mười mấy ngày nữa là tết rồi.
cho anh em mình tranh thủ từ phụ tùng và xe luôn. Anh em tranh thủ ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em có một buổi tối ấm áp. Bye bye anh em. CNC mới nữa cho anh em. Cái mẫu này được rất là nhiều anh em đi cái bình xăng con bông mai, đi bình xăng con ni bi. Quay rõ ở đây cho anh em ở xa xem nha. Ở đây quay sát ở đây cho anh em ở xa xem. Cái co nối bình xăng con ni bi và bình bông mai thì ở đây như anh em thấy nha. Cái bình xăng con của mình đây ha. Thì trong hộp, trong một cái kiện hộp vậy, shop em đập hộp ra quay cho anh em xem bình xăng con ni bi. Thì ở đây bên shop em có bán hai loại, màu bạc và màu đen anh em nha. Thì khi mà mua về thì anh em phải có một cái co nối để gắn vô. Đây, một co nối. Anh em nha, cái co nối này mình gắn vô trong cái bình xăng con ni bi. Đó, mình gắn vô. Đây, để shop em gắn trực tiếp vô đây cho anh em xem luôn. Thì bình xăng con ni bi với bình xăng con của bông mai thì y chang nhau nha. Nhưng mà bình bông mai thì cái họng nó lớn hơn. Nó họng nó lớn hơn anh em nha. Và đây nè, đó, thì mình có một cái... Đây. Đó, một cái co xăng mình gắn vô nó cực kỳ thẩm mỹ. Và đây là co xăng co tháp nha, được shop em CNC. Cái co tháp này anh em dặn shop em nhiều lắm ha. Đây là shop em chạy CNC nha. Và shop em có bán chung, ở đây mình có hai mẫu ha. Một mẫu co này, kiểu quay sát đây cho anh em xem nè, một cái loại co này ha, và một cái co theo cái một cái co nối theo co anh em nha. Đây, được mình gia công ôm khít luôn, ôm khít với cái cò luôn anh em nha. Ôm khít với cái cò luôn, rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Và khi mà nó hoàn thiện, khi mà hoàn thiện, ở đây là mình gá đỡ thôi, ở đây mình gá đỡ cho anh em xem thôi nha. Nhưng mà khi mà anh em về á, khi mà anh em về á, đóng thẳng vô cái này, mình canh thẳng sườn, lỗ sườn, đóng thẳng cái tháp vô rồi mình bắt cái cò là cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Đây. Đó. Cò tháp CNC, bình xăng con ni bi, bình xăng con bông mai. Đó, anh em cần những cái món gì của 67 và cúp cho shop em một cái bình luận. Cảm ơn anh em rất nhiều.